Hello, xin chào quý anh em. Hôm nay ngày 9 tháng 2, 2020. Tiệm máy Tây Hòa Hảo. Mới về một em Fungsi B1 Isuzu 93 nha. Động cơ Kobenco 03 nha anh em. Máy này số máy rất đẹp. Cũng 09 đuôi nha anh em nào sử dụng thì phát tài nha. Tình trạng máy này rất ok. Mình mới rửa xong anh em. Anh em nào có cần sử dụng ủng hộ mình nha. Và xem cái kênh của mình, nếu mà thấy ok thì đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn những anh em đã vào kênh mình xem nha. Không mất thời gian của anh em, mình sẽ đề máy nổ cho anh em nha. Ok anh em. Nhiều quá chà. Còn rất dài nha anh em nào muốn chạy tour cao hơn thì mở ra thêm anh em. Cái này là muốn xài tour cao thì mở thêm ha, này ra còn rất là dài. Máy thì tình trạng hơi hám thì ok, không có li ti miếng nào hết. Giá thì cũng tương đối ổn định nha, không mắc lắm anh em. Có nhu cầu mua thật sự thì gọi cho mình nha, 0907 477 444. Số đó cũng là số có số Zalo anh em, hoặc là 0965 477 444 anh em. Mình ở chợ Tân Hưng của tỉnh Long An anh em. Anh em nào trong hoặc ngoài tỉnh có nhu cầu mua thì mình giao cho anh em đến nhà, nhưng mà anh hỗ trợ tiền dầu phần nào thôi nha anh em. Chứ buôn bán máy thì cũng không có là nhiều lắm, cho nên có nhiều anh em ở xa thì tiền giao nó nhiều quá cũng tội nghiệp mình. Rồi, video đến đây kết thúc nha anh em. Thôi để lại cái nữa cho anh em cái này coi.
mua thì nhớ ủng hộ mình nha. Rồi video đến đây kết thúc. Xin chúc anh em một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt nha. Hẹn lại anh em clip sau nha. Tạm biệt.